Vừa qua, ngày 8 tháng 1 tại Hà Nội đã diễn ra chương trình Gala Dinner Vì Bạn Xứng Đáng của Trung tâm Khoa học Trí tuệ Tự nhiên, đồng tổ chức cùng Viện Nghiên cứu Phát triển Y Dược Việt, Trung tâm Khai phá Tiềm năng Con người và các trung tâm trực thuộc. Sự kiện là cơ hội điểm lại nhiều dấu mốc đáng nhớ và những thành quả của các đơn vị đã đạt được trong năm qua, đồng thời khẳng định sự phát triển mạnh mẽ hơn nữa của trí tuệ tự nhiên trên hành trình nâng tầm vị thế của mình. Tôi rất là vui trong suốt quá trình vừa rồi thì cùng với đội ngũ cộng sự của mình đang phát triển một cái mô hình kết hợp giữa kinh doanh truyền thống và online để làm sao đó đưa được cái dịch vụ chăm sóc sức khỏe chủ động đến với bà con ở khắp mọi tỉnh thành trên toàn quốc. Và trong cái thời gian rất ngắn thì chúng tôi đã phát triển được gần 40 trung tâm trên toàn quốc. Và đây cũng là một dấu ấn để năm 2023 chúng tôi cố gắng hơn nữa phát huy được cái tinh thần thân khỏe, tâm an, chí minh đến tất cả mọi người. Để vận hành con thuyền trí tuệ tự nhiên tiến tới bến thành công thì chắc chắn không thể thiếu những nhân sự có tài, có tâm và có tầm. Sự kiện cũng là dịp để trí tuệ tự nhiên dành lời tri ân sâu sắc tới quý đối tác, những vị lãnh đạo tài ba và đội ngũ cán bộ nhân viên luôn thầm lặng làm việc ngày đêm không ngừng nghỉ để có được thành công ngày hôm nay và tiếp cả mai sau.